Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà 2 tầng mái Nhật với chủ đầu tư là gia đình chị Hiếu ở Tiền Giang. Và trước khi giới thiệu về ngôi nhà của chị Hiếu thì cũng như thường lệ thôi, Nhật An sẽ phải giới thiệu lại về kênh YouTube của Mắt Hôn cũng như là Nhà đẹp Mắt Hôn. Quý vị có thể thấy là trên kênh YouTube của Mắt Hôn với hơn 70.000 lượt đăng ký và Nhà đẹp Mắt Hôn với hơn 1 triệu lượt đăng ký thì chúng tôi liên tục cập nhật những mẫu nhà mới từ mái Nhật, mái Thái ha, phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển rất nhiều để quý vị có thể lựa chọn một cái mẫu yêu thích cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra thì quý vị nếu sau khi mà chúng ta quan sát rất là nhiều mẫu nhà đẹp rồi mà chúng ta lại bắt đầu quan tâm đến một lĩnh vực đó chính là nội thất thì quý vị cũng có thể ghé qua kênh Smart Home nội thất trọn gói thì cũng tương đồng với Mắt Hôn mà thôi. Nếu như Mắt Hôn thì chúng tôi sẽ giới thiệu căn nhà từ phía bên ngoài thì Smart Home chúng tôi sẽ giới thiệu nội thất ở bên trong để quý vị có thể kết hợp cả hai, mà chúng ta sau khi xây nhà xong thì chắc chắn cái nhu cầu tiếp theo của gia đình nào cũng vậy thôi, đó là liên quan đến nội thất đúng không nào. Do đó quý vị có thể tham khảo nhé. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể thấy là trên những cái ảnh bìa của chúng tôi thì chúng tôi cập nhật liên tục những cái chương trình khuyến mãi chạy từ đây cho đến cuối năm. Nhiều quý vị khi mà đọc comment ở bên dưới thì sẽ luôn nói là ủa tại sao cứ thấy Nhật An cứ phải nói đi nói lại mấy cái chương trình khuyến mãi hoài vậy, giống như quảng cáo hoài. Thì An cũng xin nhắc lại đó chính là bởi vì mỗi chương trình nó sẽ có cái thời gian khác nhau cũng như là mỗi giai đoạn sẽ có những cái phần quà khác nhau. Cho nên là An phải luôn cập nhật để quý vị có thể nắm được là từ đây cho đến lúc nào nếu mà có thay đổi thì An cũng sẽ báo cho quý vị ha. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta không có tham gia ngay lúc này để nhận được khuyến mãi thì rất là uổng. Cho nên là An cũng phải nhắc đi nhắc lại là như vậy. Đặc biệt là với những quý vị nào mà lần đầu tiên mà chúng ta xem YouTube của Mắt Hôn mà đang cân nhắc về vấn đề xây dựng nhà ở thì cũng có thể biết về chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Đó chính là chúng tôi đang chạy chương trình chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký kết hợp đồng thi công trước 3 tháng. Hoặc là quý vị có cơ hội nhận ngay một xe SH đời 125i năm 2021 cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mắt Hôn. Và với rất là nhiều phần quà đang chờ đón như vậy thì quý vị ơi hãy nhanh tay gọi ngay đến số hotline của Mắt Hôn để được nhân viên chúng tôi tư vấn về những mẫu nhà cũng như chương trình khuyến mãi nhé. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôn luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôn qua số hotline 096-445-8888 hoặc 0828-133-333. Mắt Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Đó là về đúng như tên gọi luôn đi, là một vài phút đầu tiên dành cho quảng cáo ha. Còn bây giờ trở lại với chủ đề chính chúng ta thì An sẽ dẫn quý vị chúng ta về Tiền Giang và ghé thăm mẫu nhà của chị Hiếu. Với ngôi nhà của chị Hiếu thì ắt hẳn là với ai mà theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì sẽ rất quen thuộc với mẫu nhà này. Thì đây là mẫu nhà 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại vô cùng rõ nét. Đầu tiên thì em muốn bàn một chút về phong cách hiện đại của nhà chị Hiếu. Với một ngôi nhà thì như là An đã từng chia sẻ, Mắt Hôn chúng tôi sẽ chia ra làm hai phong cách chính để có thể thiết kế nên mẫu nhà cho quý vị. Đó chính là hiện đại và tân cổ điển. Thì chúng ta cũng phải có cách để mà nhận biết đúng không nào? Chứ không phải là nhìn vào cái ngôi nhà chúng ta cứ mường ngờ ngợ là ồ đây là hiện đại à, đây là tân cổ điển à. Thì cũng không phải đúng không? Chúng ta phải có những cái tiêu chí nhất định để biết được rằng đâu là nhà hiện đại, đâu là nhà tân cổ. Thì với ngôi nhà chị Hiếu ở đây, em xác định đây là nhà hiện đại là nhờ vào những đặc điểm gì? Đầu tiên là về hình khối của ngôi nhà, quý vị thấy nó rất là phun phức, khỏe khoắn, gần như là toàn bộ đều là những cái đường thẳng ha, và nó sẽ kết nối với nhau một cách vô cùng khoa học. Và với một ngôi nhà hiện đại thì gần như quý vị nhìn giúp An nguyên ngôi nhà chị Hiếu nè, từ mặt tiền đến mặt bên đến mặt sâu tới tầng tật, quý vị sẽ rất khó phát hiện một cái chi tiết như là cái hình trang trí cầu kỳ hay một cái phù điêu hay là một cái gì đó.
gần như sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong một căn nhà hiện đại hết. Bởi vì nhà hiện đại tuy là sẽ sử dụng rất là nhiều vật liệu, như là nhà chị Hiếu ở đây, chúng ta kết hợp vật liệu nè, rồi cái cách mà cân đối những cái màu sắc nó cũng rất là khác biệt. Tuy nhiên sẽ không có đánh vào những cái cầu kỳ hoa văn rất là phức tạp như là nhà tân cổ điển. Cho nên là quý vị thấy là gần như chúng ta không có thấy những cái hoa văn đó xuất hiện ở ngôi nhà của chị Hiếu ha. Ngoài ra thì phong cách hiện đại còn thể hiện rất rõ ở những cái chi tiết tuy là nhỏ thôi, như quý vị để ý sẽ thấy như là cửa nè, rồi những cái phần gạch nè, gạch Inox nè. Gạch Inox thì thật sự nó cũng không phải độc quyền cho phong cách hiện đại, nhưng đa phần, em khẳng định là 90% nhà hiện đại do Mắc Hôm thiết kế thì đều xuất hiện gạch Inox. Còn nhà tân cổ thì không hẳn. Nhà tân cổ thì em cũng khá ít gặp mẫu nào mà sử dụng gạch Inox ha. Cho nên là gạch Inox mà xuất hiện thì chúng ta cũng phần nào có thể kết luận được rồi là đó là mẫu nhà hiện đại. Rồi những cái chi tiết ví dụ là phần lan can thì ở đây chúng ta sử dụng lan can là kính cường lực, thì đây cũng là một đặc trưng rất là phổ biến cho những ngôi nhà hiện đại ngày nay. Thì một chút xíu em sẽ nói kỹ hơn về cái phần lan can này ha. Đó là về phong cách của ngôi nhà, là một trong những cái tiêu chí đầu tiên khi mà kiến trúc sư làm việc với chủ nhà thì chúng ta sẽ hỏi đầu tiên đó luôn đó quý vị, là anh chị thích cái mẫu nhà của mình là tân cổ điển hay hiện đại. Bởi vì đây là hai cái dòng nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là nếu sở thích của gia chủ như thế nào thì bắt đầu chúng ta bắt đầu mới tính tới mái, tính tới màu, tính tới những cái điều khác đúng không? Thì đầu tiên chúng ta cần phải biết về cái phong cách này. Thì tiếp theo sau khi mà hỏi về phong cách thì chúng ta sẽ hỏi về mái. Thì như Mắc Hôm chúng tôi thiết kế là có rất nhiều kiểu mái khác nhau, mái Nhật, mái Thái, mái Mansa, mái lệch vân vân. Thì ở đây ngôi nhà của chị Hiếu chúng tôi sử dụng là mái Nhật. Nếu như quý vị lật lại hoặc là chúng ta đi tìm hiểu lại về mái Nhật ở Việt Nam của chúng ta thì thật sự một thời gian trước mái Nhật không được quá ưa chuộng ha. Bởi vì người ta dân gian người ta hay gọi vui mái Nhật là mái lùn đó quý vị. Bây giờ mà mình gọi mái Nhật mình đi ra đường mình nói đôi khi người ta không biết, nhưng mà nói mái lùn thì sẽ nhiều người biết. Bởi vì đặc trưng của mái Nhật thì so với mái Thái thì nó sẽ không cao bằng. Cho nên là người ta hay nói là mái Thái là mái cao, còn mái Nhật là mái lùn ha. Tuy nhiên hiện tại thì với cái xu thế mới thì người ta lại dần dần công nhận về vẻ đẹp của mái Nhật hơn. Bằng chứng là quý vị lướt một vòng kênh YouTube của Mắc Hôm, quý vị sẽ thấy mái Nhật xuất hiện là ngập tràn luôn. Bởi vì dần dần người ta nhận ra là một ngôi nhà không hẳn là cứ phải càng cao là càng đẹp, mà đôi khi chúng ta cần cái mái nhìn nó hài hòa mà thôi. Và có thể nó không quá nổi bật, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thích thì đôi khi người ta lại ưa chuộng hơn. Cho nên là mái Nhật gần đây nó đã lên ngôi. An nói thật luôn là so về độ yêu thích thì mái Nhật và mái Thái hiện tại nó cũng 50-50 ha. Đặc biệt là đối với Mắc Hôm chúng tôi thiết kế thì gần như là An thấy là mẫu nhà mái Nhật và mái Thái, thậm chí một thời gian luôn An thấy là mái Nhật được chuộng còn hơn mái Thái luôn quý vị. Và với mái Nhật ở đây thì chúng tôi sẽ lợp là ngói Fuji, một loại ngói xuất phát từ Nhật Bản, với cái trọng lượng của nó là nhẹ hơn khoảng 40% so với các loại ngói thông thường. An hay gọi là siêu bền, siêu đẹp, siêu nhẹ đó. Cho nên khi mà chúng ta lợp ngói nó sẽ tránh gây áp lực lên phần ngôi nhà của chúng ta, lên phần móng bên dưới. Cho nên là ngói Fuji thì đang rất là được ưa chuộng hiện nay. Một đặc điểm của ngôi nhà chị Hiếu cũng giúp cho ngôi nhà thêm phần đẹp, đó chính là phần giàn hoa. Quý vị thấy là cái giàn hoa nho nhỏ thôi được đặt ở ngay cái phần ban công của tầng 2, ở ngay phía trước mặt tiền của ngôi nhà. Thì giàn hoa là tuy là một cái bộ phận nó, em không hẳn gọi nó là bộ phận chính được. Bởi vì quả thật nếu mà cái ban công này chúng ta gỡ luôn cái giàn hoa ra thì vẫn được. Nó không có ảnh hưởng đến cái sự sinh hoạt ở bên trong của các thành viên gia đình. Tuy nhiên nếu chúng ta gỡ nó ra thì cái ngôi nhà sẽ trở nên hơi bị đơn điệu một chút xíu, thiếu cái điểm nhấn, thiếu cái sự đặc trưng và sự gọi là thu hút. Cho nên là khi mà chúng ta đặt cái giàn hoa ngay, đặc biệt là ngay phía mặt tiền thế này, thì vừa nhìn vào ngay thì nó cũng là một trong những phần nó giúp cho ngôi nhà nổi bật hơn. Và giàn hoa thì như em chia sẻ rất nhiều lần thì chúng tôi sẽ sử dụng có rất là nhiều vật liệu khác nhau. Quý vị có thể lựa chọn là giàn hoa bằng bê tông, giàn hoa bằng gỗ nhân tạo, hoặc là bằng giàn hoa bằng sắt. Nhưng mà đa phần nha thì em vẫn khuyên là chúng ta nên lựa chọn là bằng bê tông hoặc là gỗ nhân tạo nhiều hơn. Bởi vì bằng bê tông thì nó sẽ có ưu điểm là nó bền cứng. Đây là những cái khu vực ngoài trời cho nên càng chắc chắn thì càng tốt ha. Thì ở đây chúng như là nhà của chị Hiếu thì chúng tôi sử dụng là bê tông nè và sơn màu trắng nè. Ngoài ra chúng ta sử dụng gỗ công nghiệp á, gỗ nhân tạo thì cũng được.
nó thật sự gỗ nhân tạo thì nó cũng xuất phát từ xi măng đến từ bê tông đó quý vị. Cho nên là khi mà chúng ta làm ở bên ngoài á, thì nó cũng cứng cáp hơn là gỗ tự nhiên. Cho nên là đó là một cái điều quý vị có thể lưu ý ha. Một bộ phận nữa cũng góp phần nên cái vẻ hiện đại của ngôi nhà chị Hiếu mà ngay từ ban đầu anh đã nói đến, đó chính là phần lan can. Thì ở đây lan can chúng tôi sử dụng là lan can kính cường lực. Kính cường lực là một loại kính vô cùng đặc biệt, nó cứng cáp gấp 5-6 lần so với kính thường, và khi vỡ thì nó vỡ thành những mảnh vô cùng li ti, hạn chế tối đa chấn thương cho người sử dụng. Và khi mà chúng ta sử dụng cho phần lan can ở đây thì nó mang đến cái vẻ hiện đại và lung linh hơn. Như quý vị để ý là những cái ngôi nhà mà chọc trời á, ở bên nước ngoài á, khi mà chúng ta càng xây càng cao á, thì người ta lại rất thích là cái vật liệu bên ngoài là kính. Nhìn vào chúng ta cảm giác cái sự hiện đại và cái sự thời thượng rất là nhiều. Thì nó cũng tương đồng với một ngôi nhà hiện đại như nhà chị Hiếu ở đây. Thì chúng ta cũng sử dụng kính. Thì nếu như ở đây chúng ta không đặt kính ha, mà quý vị tưởng tượng là một cái bê tông chẳng hạn, như là những cái con tiện bằng bê tông thì cũng được, nhưng mà nhìn ngôi nhà sẽ bị nặng nề hơn hẳn. Cho nên khi mà lắp kính cường lực thì ngôi nhà sẽ trông sẽ thanh thoát hơn. Ngoài ra thì một khu vực nhỏ thôi mà em cũng muốn nói sơ qua, đó chính là ở ngay mặt tiền của ngôi nhà, đó là cửa chính. Thì ở đây chúng tôi sử dụng là cửa chính gỗ căm xe. Với những gia chủ của miền Nam thì chúng ta sẽ quen thuộc với chất liệu gỗ căm xe, tuy là loại gỗ thuộc nhóm 2 trong bảng phân loại gỗ Việt Nam mà thôi, nhưng nó cũng có đặc tính chống mối mọt cực kỳ tốt nè, chống cong vênh co ngót nè, không bị biến dạng do thời tiết. Và sau thời gian sử dụng thì màu gỗ nó sẽ chuyển sang những cái thớ gỗ là màu cánh gián hoặc màu đỏ sậm, cũng rất là đẹp luôn quý vị ha. Đó là về ngoại thất của căn nhà chị Hiếu, một căn nhà An gọi là căn nhà điển hình, căn nhà kiểu mẫu của Mắc Hôm luôn quý vị. Cứ đăng lên là chắc chắn sẽ có quý vị yêu thích và hỏi đến. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham quan những không gian bên trong ngôi nhà bằng cách chúng ta sẽ đọc về mặt bằng của nhà chị Hiếu nhé. Đầu tiên đó chính là mặt bằng định vị công trình. Thì ngôi nhà chị Hiếu nè quý vị thấy so với khuôn viên khu đất thì nó cũng nằm gọn ở một bên góc tư nè. Và từ phía mặt tiền ngôi nhà chúng ta đi ra đến phần cổng ở ngoài đây sẽ là tầm khoảng 7m. Còn từ ngoài phần đường giao thông mà chúng ta đi đến cuối khu đất luôn là tầm khoảng 40m. Ồ, và diện tích đất cũng rất là rộng ha. Ngoài ra thì chúng ta phải quan tâm đến đó chính là hướng nhà. Hướng nhà thì cũng phải căng vào mặt tiền. Với những ngôi nhà của Mắc Hôm thiết kế thì đa phần quý vị để ý là chúng tôi đều có khoảng 2 hoặc là 3 cái lối cửa, cho nên quý vị phải xác định giúp em là cái lối nào là mặt tiền. Cái điều đó rất quan trọng. Có những ngôi nhà, ví dụ nhà ở đây của chị Hiếu thì nó đơn giản, chúng ta cứ nhìn cái phần cổng thì cái cửa mà nó gần với cái hướng cổng nhất thì đó là hướng mặt tiền. Thì ở đây ta thấy ngay là cái hướng mặt tiền là nằm ở phía dưới nè, có 4 cái cánh cửa nè. Nhưng mà có một số ngôi nhà nó không có đơn giản như nhà chị Hiếu, thì chúng ta cần phải quan sát kỹ. Thì cái mẹo an chỉ quý vị là chúng ta đi tìm không gian phòng khách. Thường là kiến trúc sư họ sẽ thiết kế sẵn cái không gian phòng khách với cái nội thất ở đây. Quý vị cứ tìm cái lối cửa nào mà đặt gần ngay trong không gian phòng khách thì đó là lối cửa chính, và đó cũng là hướng mặt tiền của ngôi nhà chúng ta. Thì về hướng nhà thì ngôi nhà chị Hiếu, nếu chúng ta so sánh với có hoa tiêu của chữ B bên đây thì sẽ thấy được ngay nhà chị Hiếu là nằm ở hướng Tây Nam. Quý vị quan sát giúp em xem là chúng ta đã nhìn ra được cái hướng nhà chưa nhé. Tiếp theo thì em sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của ngôi nhà. Thì đây là ngôi nhà như em nói ngay từ ban đầu, nó có 2 tầng, cho nên chúng ta sẽ đọc hai cái bản vẽ khác nhau. Đầu tiên là mặt bằng của tầng trệt. Thì chúng ta sẽ quan sát về kích thước chiều dài và chiều rộng. Chiều dài ngôi nhà là 13,5m, chiều rộng là 8,4m. Và diện tích sử dụng thì ở đây kiến trúc sư họ đã viết sẵn ở đây luôn quý vị. Tầng trệt là 113m², tầng 1 là 103m², thì em cộng lại là rơi vào tầm khoảng 216m². Một căn nhà 2 tầng mà hơn 200m² thì cũng thoải mái để chúng ta sinh hoạt rồi. Tiếp theo ta sẽ bàn về công năng. Thì ngôi nhà này từ phía mặt tiền ta đi vào thì bắt gặp ngay phòng khách nè. Phía sau là khu vực phòng bếp ăn nè. Có 2 phòng ngủ ha, trong đó có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Có một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài này và một khu vực sân ướt. Ngôi nhà sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa đi vào phòng khách, một lối từ phòng bếp ăn đi ra mặt bên và một lối cửa hậu đi ra phía sau của ngôi nhà. Tiếp theo là một vấn đề nho nhỏ muốn nói đến, đó chính là liên quan đến phong thủy. Thì quý vị để ý là về phòng khách thì chúng ta phải quan tâm đến cửa chính. Thì có một cái hiện tượng không biết quý vị đã từng nghe qua chưa, đó chính là tam kiến môn. Nghĩa là sao? Tức là khi mà chúng ta vừa mở cửa chính đi vào ngôi nhà
và chúng ta bắt gặp ngay ba thứ thì nó sẽ phạm vào tam kiến môn. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt gặp ngay phòng bếp ăn, thứ hai chúng ta gặp nhà vệ sinh, và thứ ba là ta gặp một cái tấm gương. Thì ba cái điều đó đều không nên hết. Thì với ngôi nhà của chị Hiếu ở đây, quý vị nhìn nè, từ phòng khách mà chúng ta mở cửa vào thì đáng lẽ là chúng ta có thể sẽ gặp ngay cái phòng bếp ăn ở phía sau, nhưng để tránh phạm vào cái điều phong thủy tam kiến môn này thì kiến trúc sư họ đã thiết kế một cái dãy lam này, quý vị thấy không ạ? À? Nó ngăn giữa phòng khách, phòng bếp ăn. Cho nên là cái điều rất là hay là tuy là cái không gian vẫn là không gian mở, vẫn là không khí, vẫn lưu thông được, vẫn mát mẻ thông thoáng, tuy nhiên chúng ta sẽ không phạm vào cái điều tam kiến môn này. Rất là hay luôn ha. Ngoài ra thì nhà vệ sinh thì cũng đặt rất là xa, và cái gương cũng không đặt ở ngay phòng khách, cho nên chúng ta cũng không phạm vào cái điều tam kiến môn luôn. Tiếp theo thì về phòng bếp ăn thì em cũng nói chút xíu về hai cái vật dụng cũng liên quan đến phong thủy, chính là bếp nấu và bồn rửa. Và như quý vị nghe cái tên chúng ta cũng tưởng tượng được là liên quan đến phong thủy đi, thì bếp nấu nó sẽ tượng trưng cho lửa, cho hỏa, bồn rửa thì tượng trưng cho nước, cho thủy. Và thủy và hỏa thì quý vị biết rồi ha, nó sẽ khác nhau, cho nên chúng ta phải bố trí như thế nào để nó không có đối đầu trực diện với nhau mà cũng không đặt quá gần nhau. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái sự sinh hoạt không quá xa nhau luôn. Và ở đây thì kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế là đặt, quý vị thấy nó đặt ở hai cạnh của cái kệ bếp chữ L thì rất là phù hợp luôn. Và bởi vì người ta hay trong dân gian người ta hay nói nếu như mà cái bếp nấu và bồn rửa nó đối đầu trực tiếp với nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng là ông bà táo bị nhấn chìm. Cho nên là tuyệt đối chúng ta cũng không nên để tình trạng này xảy ra, quý vị nhé. Đó là về tầng 1 của ngôi nhà chị Hiếu là tầng trệt đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên tầng trên và chúng ta sẽ quan sát những không gian còn lại. Đầu tiên cái không gian ở phía ngoài trước của ngôi nhà chính là không gian phòng thờ nè, có cửa mở ra ban công phía ngoài. Và tầng 2 thì sẽ có tổng cộng thêm là ở đây là 4 phòng ngủ nữa, quý vị ha. Vậy là tổng cộng luôn là ngôi nhà chị Hiếu là có đến 6 phòng ngủ. Ồ, cái số lượng phòng ngủ cũng khá là nhiều á. Thì thật sự số lượng phòng ngủ nó không có cái giới hạn, tùy theo diện tích ngôi nhà quý vị và tùy theo sở thích thôi. Có những ngôi nhà An thấy rất là rộng luôn, vô cùng rộng, nhưng mà gia chủ họ lại không thích phòng ngủ nhiều, họ chỉ thích khoảng 3 phòng ngủ thôi. Nhưng mà có những ngôi nhà, ví dụ nhà chị Hiếu ở đây thì lại gia chủ lại thích đến 6 phòng ngủ, thì quý vị hoàn toàn có thể sắp xếp, có thể trình bày sở thích của mình với kiến trúc sư để chúng tôi sẽ cân nhắc dựa trên diện tích đất, diện tích xây dựng mà chúng tôi sẽ bố trí cái số lượng phòng ngủ như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của quý vị nhé. Tiếp theo thì em muốn nói một chút xíu, đó chính là phòng thờ. Thì quý vị thấy là cái khu phòng thờ thì luôn luôn là khu vực thờ cúng á, người ta gọi là có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Cho nên chúng ta cũng phải quan tâm đến yếu tố phong thủy. Thì bàn thờ chúng ta không được đặt xung với trục đường chính hay cửa chính. Điều này nó sẽ không tốt một chút xíu nào cho vận mệnh của con cháu. Và ở đây thì quý vị thấy là bàn thờ được đặt nép ở bên đây nè, nó sẽ không có liên quan đến cái lối cửa chính của ngôi nhà của chúng ta. Và ngoài ra thì để mà tránh cái việc mà mở cửa phòng ngủ số 3 đó mà chúng ta thấy ngay cái bàn thờ, thì chúng ta đã đặt một cái vách, thường là cái vách cắt CNC được đặt cạnh bên cái bàn thờ để mà chúng ta tránh cái hiện tượng này. Và còn lại thì liên quan đến phòng ngủ thì An cũng chia sẻ luôn, đó chính là giường ngủ thì chúng ta tránh tuyệt đối không nên đặt dưới dầm, xà ngang, quạt trần hay là đèn chùm. Bởi vì dầm, xà ngang, quạt trần, đèn chùm trong phòng ngủ thường không mang lại phong thủy tốt. Bất cứ thứ gì nặng hơn một mảnh vải trên giường cũng sẽ tạo ra năng lượng nặng nề, tạo áp lực và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của quý vị. Người ngủ trên giường sẽ có cảm giác như mình luôn bị đè nén nè, gây mệt mỏi nè. Đặc biệt nếu phần đầu giường nằm ngay dưới xà ngang thì có thể gây đau đầu, mất ngủ thường xuyên. Vậy thì cách hóa giải cho vấn đề này là như thế nào? Giải pháp tốt nhất và đơn giản nhất thì đương nhiên là chúng ta di chuyển cái giường ra xa khỏi xà ngang và dầm. Nhưng mà nếu như chúng ta không thể di chuyển giường thì hãy mua cái giường có màn che hoặc tạo mái che trên giường hiện có để bảo vệ sức khỏe của quý vị cũng như các mối quan hệ xã hội khỏi nguồn năng lượng quá lớn. Với đèn chùm và quạt trần thì quý vị nên treo chúng càng xa phần đầu giường càng tốt. Và trong trường hợp bất khả kháng, có thể sơn đèn chùm với màu nhạt cùng tông với trần nhà và tạo tán che cho chúng, đảm bảo sau khi nằm ở giường nhìn lên, quý vị khó có thể nhìn thấy sự hiện diện của chúng. Thì cái điều này thì em nghĩ là chúng ta trong cái quá trình chúng ta lắp bố trí nội thất cũng như là sơn phết thì chúng ta cũng có thể quan sát. Và thông thường thì em thấy phòng ngủ cũng ít ai mà treo đèn chùm lắm quý vị. Còn về quạt trần thì cũng có, nhưng mà hiện tại thì đa phần
An thấy người ta sẽ lắp máy lạnh là nhiều hơn, cho nên là cái hiện tượng này nó cũng sẽ ít xảy ra. Nhưng mà nếu giả dụ mà vô tình mà căn phòng ngủ chúng ta đang rơi phải cái tình trạng này thì quý vị lưu ý, chúng ta có thể dùng một số cách hóa giải như An vừa chia sẻ nhé. Sau đây, Nhật An xin giới thiệu đến quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mắc-hôn cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là ngày hôm nay Nhật An đã review xong quý vị về nhà chị Hiếu ở Tiền Giang, một mẫu nhà hiện đại vô cùng tiêu chuẩn, gọi là bestseller của Mắc-hôn luôn. Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà của chị Hiếu và mong muốn thiết kế căn nhà tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc-hôn với những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc-hôn sẽ liên hệ lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.